Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Bếp Chibi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 7 tây tháng 10 năm 2020 nhé. Bạn nào muốn đặt hàng thì nhớ 0937899707 nha. Và đầu tiên sẽ là đơn hàng của Hoàng Thị Phú Xuyên, đơn hàng 120.000 đồng. Bạn mua đó là hai cây bút hoa nè, rất dễ thương, mỗi cây như thế là 5.000 đồng. Rồi còn có là hai cây bút trà sữa nữa nhé, cũng 5.000 đồng một cây. Đồ bấm tập mini 5.000 đồng một cái nha, vừa có đồ bấm tập và có cả kim. Ôi bạn cá heo, thước nước cá heo quá dễ thương, chỉ có 9.000. Taran, và còn có một cái túi đựng thước Doraemon nha, giống như cái túi thần kỳ, rất là dễ thương, 8.000 đồng thôi các bạn. Ở bên trong của nó sẽ có là 4 cây thước khác nhau để dùng trong việc kẻ, học toán, vân vân, học mỹ thuật. Đó, rất là tiện luôn nha. Và đây là thước tam giác cân, thước đo độ, thước eke để đo góc vuông và thước thẳng nè các bạn, đầy đủ hết luôn. Lại còn có cái túi dễ thương, giá chỉ có 8.000. Hello, tiếp đến thì là một cái gương và có những sticker, những giấy nốt ở bên trong, rất là nhiều luôn. Bên đây thì chúng ta sẽ còn có gươm gấu thỏ nè, gươm xí ngầu, đó, hoa đồ ha, mèo nữa, rất là dễ thương và tiện lợi, chỉ có 8.000. Một cái móc khóa ba lô nha, đây rất là dễ thương, mình có thể đựng tiền, đựng giấy tờ hoặc làm ba lô cho búp bê đều được hết luôn, chỉ có 15.000 đồng. Hoặc là móc khóa này nha. Thành. Còn đây thì là một cái móc khóa hình thủy thủ mặt trăng, rất là dễ thương và loại này chỉ có 10.000 đồng thôi nha các bạn. Đây, 10.000 thôi, quá xinh luôn. Xin chào Trần Thị Hồng Ân, đơn hàng 118.000. La la, rất là dễ thương. Và đây là một cái lắc tay hạt gạo nè, có chuông và có cả lá may mắn, rất là dễ thương như thế này. Và nó chỉ có giá là 20.000 đồng. Bịch kẹo trà sữa 40.000 đồng, những viên kẹo trà sữa trân châu rất là ngon nha, 40.000 đồng. Tiếp đến thì còn có là một cái đồng hồ đuổi mũi, đó, dễ thương chưa? Hình của một bạn giống như là hươu cao cổ hay sao á, rất là dễ thương, rất là thơm luôn, đuổi mũi nha, không sợ mũi chích chúng ta nữa, 25.000. Tiếp theo thì là đơn hàng của bạn Nguyễn Bảo Trâm, đơn hàng 411.000 đồng. Tan tan, và đây đầu tiên đơn hàng của bạn là những bạn búp bê, rất là dễ thương luôn như thế này nha. Xin chào tất cả các bạn thích tụi mình không? Tụi mình là dàn búp bê xinh xắn nhất của shop FGB. Chào mọi người còn nhớ mình không? Đầu tiên mình là búp bê cô gái Trung Hoa, rất là dễ thương nè, với lông mi mình được vẽ rất là sắc sảo, khuôn mặt của mình dễ thương. Mình mặc một cái váy sườn xám nè, có hoa văn, giống như là những cái tranh gốm ở trên bát dĩa vậy đó các bạn. Rồi mái tóc của mình là màu hồng và vàng, rất là đẹp luôn. Mình chỉ có 35.000 đồng thôi. Các bạn thấy mình xinh không? Yêu các bạn nhiều lắm nha. Rất hân hạnh được làm quen. Và tiếp theo là tới mình. Các bạn thấy mình xinh không? Mình một cái lớp rất là xinh ở trên đầu. Mình chính là một cô dâu búp bê rất là xinh đẹp luôn. Các bạn xem nè, cô dâu thì được trang điểm rất là ấn tượng với màu mắt galaxy. Cặp mắt của mình thì long lanh. Tóc của mình thì còn được viền, một cái viền nhỏ như thế này nữa nha. Đó, phần lớp thì lấp lánh như thế này. Mình còn có đeo cả dây chuyền nè, để làm cô dâu xinh đẹp hơn. Đây các bạn xem nha, đây là dây chuyền của mình ha. Và áo của mình nè, có rất là nhiều đá luôn, thấy không? Váy của mình thì lại có rất là nhiều tầng, bởi vì mình là búp bê cô dâu mà. Các bạn thấy mình đúng xinh đẹp và lộng lẫy đúng không nào? Đó, chú rể ơi, chú rể đâu rồi? Và mình là búp bê cô dâu, giá chỉ có 47.000 đồng thôi. Hello mọi người, búp bê cô dâu thì xinh đẹp đã đành, còn mình không phải là búp bê cô dâu nhưng mình vẫn rất là xinh đẹp và lộng lẫy đúng không? Có một mái tóc xanh và vàng, suông và dài như thế này, vòng cổ của mình thì lại rất là to nữa nè nhá. Mình xinh đẹp lộng lẫy bởi vì mình là con nhà giàu, mình là búp bê tiểu thư. Đây, áo của mình trái tim kim sa, rất là dễ thương, để nói rằng mình luôn yêu tất cả mọi người, mình yêu các bạn nhiều lắm. Váy của mình thì được thêu bằng hoa hồng, bởi vì mình rất thích hoa hồng. Nhà của mình trồng nguyên một vườn hoa hồng, váy thêu rất là sắc sảo. Wow, xinh lắm đúng không? Mình còn có một cái túi nữa nè, cái túi của mình lấp la lấp lánh, quá xinh đẹp luôn. Chỉ có 47.000 đồng là các bạn có thể mua mình về chơi chung rồi đó. Các bạn có thích không nào? Thân ái chào các bạn nha.
Xin chào mọi người, mình là Ariel, mình là nàng tiên cá xinh đẹp với mái tóc đỏ bồng bềnh như hoa hồng đây nè. Các bạn thấy không, mình có thể bơi lội ở dưới nước nhé. Đây, mình có thể bơi lội và đây là phần đuôi của mình nè. Các bạn thấy không, đuôi của nàng tiên cá, váy của mình thì lấp lánh kim sa như thế này. Đó, mình là nàng tiên cá xinh đẹp và khuôn mặt của mình nè cực kỳ hiền hậu luôn, đúng không nào? Wow, mái tóc nè cực kỳ đẹp và nhiều nha mọi người. Đây, tóc rất là nhiều luôn. Và giá của mình chỉ có là 70.000 đồng. Còn không mau yêu thích mình, mình sẽ chơi với các bạn, đảm bảo sẽ là một người bạn tốt của các bạn nha. Mình là nàng tiên cá hiền diệu, rất mong được làm quen với tất cả các bạn nha. Tiếp theo, xin chào tất cả các em. Cô chính là cô giáo nha. Cô giáo thì có mái tóc màu đen nè. Cô là một cô giáo rất là hiền diệu, tận tâm dạy bảo cho các em, không bao giờ la mắng cũng như không bao giờ đánh đập các bạn học sinh. Cô luôn yêu thương các bạn đó. Và đây là một cô giáo rất là dễ thương. Mọi người nhìn ngắm khuôn mặt đi, rất là đẹp. Mái tóc đen của cô suông và dài nhiều ơi là nhiều. Cô lại mặc một chiếc áo dài cực kỳ nổi bật luôn, cực kỳ đẹp như thế này nha. Cô giáo của chúng ta giá chỉ có 70.000 đồng thôi. Trong quá trình học tập, bạn nào mệt mỏi thì có thể nói chuyện với cô. Cô sẽ giúp cho các bạn học tốt hơn. Yên tâm nhé, yêu các bạn nhiều. Hãy mua búp bê cô giáo 70.000 đồng nha. Ta-da! Và tiếp theo, bạn còn có mua rất là nhiều phụ kiện đồ dùng cho búp bê nha. Đầu tiên các bạn xem, đây là phụ kiện nè ha. Vương miệng, vòng cổ và vòng tay cho búp bê 5.000 đồng một bịch. Rồi còn có là phương miệng, túi sách nè, mắt kính nè, túi sách nè, tai phone. Như vậy tổng cộng các loại phụ kiện này là 5 bịch nha. Này, các loại phụ kiện luôn 5 bịch. Rồi còn có 5 bịch giày, các bạn cùng đếm nè. 1 2. Trời ơi, đôi giày tiên bướm này cực kỳ đẹp luôn, các bạn xem nè nha. Rất là đẹp luôn. Rồi, đây nữa là 3. Sau đó có 2 đôi bata nữa là 4 5. 5 bịch giày, mỗi bịch 5.000. Móc thì là 3.000 đồng một bịch này các bạn. Đây ha, 3.000 đồng. Tiếp theo, bạn còn có mua váy đơn giản cho búp bê nha. Chúng ta cùng đếm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 bộ váy đơn giản, mỗi bộ như vậy thì là 3.000. Wow, còn có những cây bút dễ thương nữa nha. Đầu tiên thì sẽ là một cái quyển bút sổ. Đây bạn xem nè, một quyển bút sổ Doraemon. Rồi đến là bút cá heo và ngọc trai, bút gương nha, bút gương BT21. Còn bút thỏ chèo thuyền thì shop hết rồi, shop lấy loại bút mới cho bạn nè. Đó, cũng là thỏ nhưng mà là thỏ ngọc trai. Đó, ngọc trai có thể xoay vòng và là ngọc trai khổng lồ, loại mới ha, rất là dễ thương. Hy vọng rằng là bạn sẽ thích nha. Đó, mỗi cây bút chỉ có 5.000 đồng. Hello, xin chào Nguyễn Mai Hồng Ngọc, đơn hàng 229.000. Và đây bạn có mua đó là một cái quyển sổ ma thuật loại khổng lồ, loại lớn nhất nè, khổ A4 nha, 32.000. Rồi còn có là một cái vòng tay cá tính này nha, dễ thương không, 22.000 đồng. 3 bịch băng keo cá nhân các bạn, đây ha, 3 bịch băng keo cá nhân. Đó, mỗi bịch như thế này thì là 5.000. Bên trong sẽ có là 5 miếng băng cá nhân khác nhau. Chua quá, và đây là kẹo siêu chua 18.000. Tiếp đến thì còn có là một cái máy phun xương. Đây nha, máy phun xương 55.000 đồng nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ bấm thử xem nó có hoạt động không nha. Ok, đây nó rất là xanh nha các bạn. Nha, như thế này là ok đó, 55.000. Ten ten, còn có là 3 cái rinchi nha, hoa cúc và 2 trái dâu. Mỗi rinchi là 13.000. Tiếp theo bạn còn có mua đó là một cái cột tóc nơ. Đây các bạn xem nè, cột tóc nơ này đúng kiểu công chúa tiểu thư luôn, rất là đẹp luôn, lộng lẫy như thế này, 15.000. Và bây giờ xin chào đơn hàng Triệu Thị Lai, đơn hàng 123.000. Happy birthday to you. Và bạn muốn mua một cái wixi to nhất của shop FGB. Và đây là wixi khổng lồ to nhất của shop luôn. Đó là cái bánh kem 2 tầng, nó to, thật là to luôn. Và những quả dâu ở phía trên cũng như kẹo nữa nè, rất là đẹp luôn nha. Nó cực kỳ to luôn các bạn. Đó nha, 90.000 đồng. Bây giờ xin chào Facebook Hương Nguyễn, đơn hàng 153.000.
Chan Chan, và bạn mua đó là combo ba lô túi xách hình panda màu hồng rất là dễ thương luôn, mà Mina đang ngủ nè các bạn. Và đây là cái ba lô. Wow, ba lô màu hồng rất là dễ thương, có thể đựng cặp đi học luôn nha, nó rất là to đó các bạn. Rồi đến là một cái hộp bút nè, rồi một cái túi xách nha. Đây các bạn xem nè, túi đeo chéo có in hình panda rất là dễ thương. Rồi ở đây còn có một cái túi nữa, nhưng mà túi này thì to hơn, có thể đựng tập đi học thêm hoặc là đi chơi, rất là dễ thương. 4 trong 1, 120.000 đồng nha. Và tiếp theo là đơn hàng của bạn Phạm Khoa Vi, đơn hàng 306.000. Bạn mua đó là hộp bông tai chân trâu, có hai đôi chân trâu này và trái tim ha, mỗi đôi là 15.000. Chú chú chú, 3 cây bút dao đó các bạn nha, mỗi cây như thế này là 5.000 đồng. Còn có thêm là bịch kẹo sữa, trà sữa, những viên chân trâu đường đen nè, đó 40.000 đồng, rất là ngon. Và đây các bạn hãy nhìn kỹ những cái bánh chân những cái bánh mochi mè đen đó, rất là ngon, đúng chuẩn của Nhật Bản, Đài Loan á, là mỗi bánh như vậy thì là 6.000 thôi các bạn. Và bạn còn có mua thêm một cái chiếc nhẫn, đây để coi coi, một chiếc hay hai chiếc, đây một chiếc nha các bạn, một chiếc nhẫn này có đính đá, có chữ I love you nữa, rất là dễ thương luôn. Đây 10.000 đồng một chiếc nha. Ta-da! Tiếp theo thì còn có là một cây bút mực. Đây cây bút mực trung tâm luyện chữ đẹp đó, bút mài thầy Ánh nha. Đây hình Doraemon, nó có một cái ngòi kèm theo nè các bạn, cây bút rất là đẹp luôn, có ngòi kèm nữa ha. Và đây bên trong nè, dễ thương ha. Đó, để luyện chữ đẹp thì sẽ mua bút này, chỉ có 30.000 đồng một cây bút mực máy. Yeah, và bạn còn có mua đó là một combo ba lô túi xách hình hoa cúc dễ thương, 130.000 đồng nha. Combo này là 30.000 đồng, nó có hình hoa cúc nè, và điểm nhấn của nó là cái phần thắt dây ở đây nè các bạn. Đây các bạn xem ha, phần ba lô nè cực kỳ ấn tượng, đẹp luôn ha, trắng đen hoa cúc và có phần thắt dây ở đây nữa. Ba lô to có thể đựng đồ đi học đi chơi, có một cái hộp bút, rồi còn có là một cái túi đeo chéo nha. Đây túi đeo chéo in hình hoa cúc dễ thương, rồi thêm một cái túi đeo chéo nữa đó, có thể tăng giảm chiều dài của dây ở đây nha. Đây nó còn cái dây trong nữa nè, mình có thể kéo ra, nó rất là dài luôn, hoa cúc và cũng có dây thắt ở đây ha, rất là ấn tượng, dễ thương. 130.000 đồng 4 món luôn. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng. Bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707 nhé, hoặc nhắn tin Zalo, Facebook bếp chibi 0937899707. Còn bây giờ thì là bye bye, hẹn gặp lại ở video sau.